Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 29 tháng 8. Mình là Hoàng Spin. Chúc các bạn sẽ có một ngày chủ nhật cuối tuần thật nhiều niềm vui. Mà nếu chưa vui thì cứ tìm đến bản tin chồn. Mở đầu chuyền bản tin ngày hôm nay thì tất nhiên rồi sẽ là những thông tin đến từ Premier League. 10 cầu thủ Chelsea xuất sắc cầm hòa Liverpool ngay tại Anfield. Không phụ lòng người hâm mộ, trận đấu đã diễn ra kịch tính ngay từ đầu. Nhưng pha ăn miếng trả miếng diễn ra liên tục ở khung thành đôi bên. Cây Havertz bị Drogba nhập khi mà có một pha đánh đầu hết nước chấm tung lưới Liverpool, qua đó mở tỷ số cho trận đấu. Nhưng bước ngoặt lại đến tại phút thứ 45+3, khi mà trong một pha bóng lộn xộn, Rick James để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau một chút lưỡng lự, trọng tài đã ngay lập tức tặng cho Rick James một tấm thẻ đỏ và Chelsea chỉ còn chơi với 10 người. Đây được coi là tấm thẻ đỏ hơi nặng tay và đã phá hỏng cả trận đấu. Ở quả pen sau đó thì Salah đã xuất sắc để gỡ hòa một đều. Bước sang hiệp 2 thì là thế trận một chiều, khi mà Liverpool liên tục ép sân như là sóng vỗ bờ. Còn Chelsea với 10 người thì vẫn tử thủ thành công. Họ đã chứng minh được rằng với những thủ môn xuất sắc nhất châu Âu, với những tiền vệ, những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ở trên sân, thì dù Chelsea có chơi với 10 người vẫn xuất sắc đến cỡ nào. Trận đấu kết thúc với tỷ số là một đều chung cuộc và Liverpool đã cho ra mắt bản hợp đồng thành công hè này. Bản hợp đồng mang tên VAR. Arsenal thua trận thứ 3 liên tiếp, chạm đáy bảng xếp hạng. Một trận thua có lẽ là được dự báo từ trước, nhưng mà không ai ngờ là Arsenal lại thua theo cách này. Một cách vô cùng bạc nhược. Cầu thủ đá không hay thì thôi, lại còn thích hổ báo. Và thẻ đỏ của Saka như là một chất xúc tác để giúp cho trận đấu của Arsenal đã nát rồi lại càng thêm nát hơn. Kết quả là 1-2-3-4-5. Man City không đánh rơi nhịp nào. Arsenal chịu trận với tỷ lệ cầm bóng vỏn vẹn 20%. Cả trận sút thì được một quả và tất nhiên nó cũng không trúng đích. Số đường truyền thì thôi chắc cũng không phải bàn rồi. Nó kém 6 lần so với Man City. Vậy là với thành tích vô tiền khoáng hậu, đá 3 trận thua cả 3, ghi 0 bàn, thủng lưới 9 bàn, Arsenal đã xuất sắc vượt qua Norwich để trở thành đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng Premier League. À nhưng mà nếu các bạn quay ngược bảng xếp hạng lại thì Arsenal vẫn đứng đầu đấy thôi. Cứ đá như này thì nhiều khả năng Arteta sẽ không trụ nổi qua mùa trăng này rồi ông giáo ạ. Tỷ lệ Arsenal sa thải Arteta cao nhất ngoại hạng Anh. Vâng, như đã nói bạn đấy, thì theo nhà cái Skybet, tỷ lệ cược để Arsenal sa thải Arteta là 4/9. Tức là đặt 9 sẽ ăn 4. Thất bại trước Man City lại càng củng cố thêm điều này. Rõ ràng với việc chi ra gần 150 triệu bảng để trở thành câu lạc bộ chi tiền nhiều nhất ngoài hạng Anh mùa giải năm nay, nhưng mà những gì Arsenal đã và đang mang đến thì lại không tương ứng với số tiền đó. Và chua chát hơn khi mà trong trận đấu ngày hôm qua, khi mà Man City ghi bàn, các cổ động viên của Arsenal lại còn quay sang cổ vũ luôn cho Man City khi mà ăn mừng bàn thắng của đội bạn. Các cổ động viên thì cũng đã ra về luôn sau khi mà bàn thắng thứ 3 được ghi. Nhưng điều đó chứng tỏ niềm hy vọng của cổ động viên dành cho Arteta đã chạm đáy. Nếu như mà trong những vòng tới không có đội bóng nào đứng ra để bảo vệ kho điểm, bảo vệ Arteta, thì nhiều khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha của chúng ta sẽ phải ra đường ngay từ vòng sau. Ronaldo quay xe trở về nhà khiến cổ phiếu của MU tăng chóng mặt. Chưa cần biết là CR7 có đóng góp về chuyên môn, về bàn thắng, về kiến tạo hay là về bán áo cho Manchester tốt hay không. Nhưng mà chỉ tính riêng trên thị trường chứng khoán thì việc mà CR7 quay trở lại Manchester United đã đem đến những điểm lành. Cụ thể là ở phiên giao dịch ngày 27 tháng 8, giá cổ phiếu của Quỷ Đỏ đã tăng thêm 8% so với mức giá ở phiên giao dịch lần trước. Mức tăng nâng giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên đến mức 2,82 tỷ đô. Vâng, thế mà thấy là sức ảnh hưởng của CR7 nó to lớn như thế nào. Anh chưa cần làm gì, chỉ cần mỗi danh tiếng của anh thôi là cũng đã đủ khuấy đảo thị trường chứng khoán. Nhớ lại hồi Euro vừa rồi, chỉ một hành động cất chai nước của Ronaldo thôi là cũng đã đủ khiến Coca-Cola bay hơi luôn 93.000 tỷ đồng. Và chúng ta cũng cần biết đó là MU chỉ tốn khoảng 27 triệu đô để có thể chiêu mộ anh Rô mà thôi. Ấn định ngày ra mắt và số áo của Ronaldo tại Manchester United. Theo đó thì nhiều khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ ra sân ở vòng 4 Premier League trong trận đấu mà MU gặp Newcastle. Đây là một trận đấu được tổ chức trên sân nhà Old Trafford và là thời điểm lý tưởng để cho Ronaldo có thể ra mắt. Nghĩ đến cảnh mà Old Trafford chật kín cổ động viên để đón đứa con lưu lạc của mình trở về cũng đã đủ phê rồi. Chưa hết, Newcastle cũng là một đối thủ đem lại nhiều ký ức đẹp cho anh Rô, khi mà trong quá khứ vào hồi năm 2008, Ronaldo đã từng nã 3 bàn thắng vào lưới đội bóng này. Còn số áo của anh thì sao? Số 7 hiện giờ thì đang do Cavani mặc.
Ban tổ chức Premier League thì đã có quy định, đó là trước khi mùa giải bắt đầu, các câu lạc bộ đã phải chốt số áo. Tức là sau khi mùa giải khởi tranh thì sẽ không được đổi lại số áo nữa. Vậy nên là Ronaldo sẽ không được chọn lại chiếc áo số 7, mà nhiều khả năng anh sẽ chọn chiếc áo số 28, số áo mà anh từng mặc khi mà còn ở Sporting Lisbon. Thế là thay vì M10 và CR7 như thường gọi, giờ chúng ta sẽ gọi Messi là M30, còn Ronaldo là CR28. Đến đây thì bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 29 tháng 8 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy nhớ ấn like, share để kênh và giữ nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.